Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Thuật xem chỉ tay được coi trọng cả phương Tây và phương Đông, vì các đường chỉ tay đều có thể có phần nào nói lên tính cách, sức khỏe cũng như là vận mệnh sang hèn của một người. Đường chỉ tay của mỗi người đều không giống nhau, có người có đường chỉ tay này nhưng chưa chắc người khác đã có. Tuy nhiên, một người đều có ba đường chỉ tay chính, đó là đường sinh mệnh, trí tuệ và đường tình duyên. Ngoài ra, còn có một số đường chỉ tay phụ thể hiện về tình cảm, sức khỏe cũng như về tài lộc của mệnh chủ. Bạn hãy xem đường chỉ tay mà chỉ 3% người trên thế giới sở hữu và điều đó đặc biệt đến như thế nào. Dưới ngón trỏ có nhiều đường dọc nhỏ. Dưới ngón trỏ là gò mộc tinh, nói về tinh thần tiến thủ, nỗ lực về công danh sự nghiệp của một người. Nếu gò mộc tinh nhô cao, khí sắc tươi nhuận thì người này có khả năng xuất ngoại cao. Bên cạnh đó, nếu có những đường dọc nhỏ dưới ngón tay trỏ thì dù bạn ở bất kỳ đâu cũng sẽ thích nghi được với sự thay đổi và gặt hái được nhiều thành công. Bởi những đường dọc này chính là đường tiên phong. Những đường này càng rõ nét thì cơ hội thành công của bạn càng cao, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, trước khi chạm tay tới thành công, bạn có thể gặp phải những khó khăn trở ngại. Nhưng điều đó đều là thử thách đặt ra cho bạn mà thôi. Đường chỉ tay vận mệnh nằm trên đường chỉ tay sinh mệnh. Đường chỉ tay vận mệnh thường xuất phát từ ngón giữa, được kéo dài theo hướng từ trên xuống dưới, dọc theo bàn tay. Đường này thường rất mảnh, mờ, không rõ và thậm chí có người còn không có đường chỉ tay vận mệnh. Trong khi đó, đường chỉ tay sinh mệnh là đường bắt đầu từ giữa ngón cái và ngón trỏ kéo dài xuống cổ tay. Nếu đường vận mệnh nằm trên đường sinh mệnh thì chứng tỏ bạn là người có ý chí kiên cường, dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, bạn cũng có thể vượt qua một cách dễ dàng. Một khi vượt qua được khó khăn, con đường sự nghiệp của bạn sẽ luôn rộng mở, tạo dựng được địa vị của bản thân, có tiếng nói trong xã hội. Khi ở nước ngoài, bạn cũng phát triển rất tốt, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại. Đường chỉ tay sinh mệnh đi từ cổ tay, độ cong rất nhỏ, đi thẳng lên giữa ngón cái và ngón trỏ. Theo cách xem chỉ tay đi nước ngoài, nếu đường chỉ tay sinh mệnh đi từ cổ tay, độ cong rất nhỏ, đi thẳng lên giữa ngón cái và ngón trỏ thì chứng tỏ bạn là người có ý chí mạnh mẽ, có năng khiếu học ngoại ngữ. Vì vậy, bạn nên tận dụng lợi thế này để sang nước ngoài trải nghiệm những điều mới mẻ và trau dồi kiến thức. Bên cạnh đó thì bạn nên tham gia vào các lĩnh vực như ngoại giao, môi giới, lãnh đạo để mở rộng giao tiếp, bởi đây là những người có tiềm năng nổi tiếng trên thế giới. Ngoài cách xem số xuất ngoại qua đường chỉ tay, người ta còn xem qua các gò trong lòng bàn tay. Chẳng hạn như, nếu gò thái âm tươi tắn có hình ngôi sao hoặc hình tam giác thì bạn thường gặp may mắn trong quá trình xuất ngoại, gặp được người yêu hay là mối lương duyên tốt. Ngược lại, nếu trên gò thái âm có nhiều nếp nhăn, không mịn màng thì quá trình xuất ngoại của bạn khá là tốn kém. Đi làm việc không thu được nhiều của cải mang về. Gò thái dương nằm dưới ngón tay đeo nhẫn. Nếu gò này nảy nở, mịn màng, hồng nhuận thì bạn có xu hướng lập nghiệp nơi xa, danh vọng cao nên xuất ngoại sẽ giúp bạn phát triển sự nghiệp. Tiếp theo đó là chỉ tay hình chữ X. Những người có đường chỉ tay hình tam giác thì dù ở bất kỳ vị trí nào đều là dấu hiệu của sự thành đạt xuất sắc về một lĩnh vực nào đó. Nếu là bác sĩ thì đó sẽ là một bác sĩ giỏi. Nếu là họa sĩ thì chắc chắn đó là một họa sĩ có tài. Đặc biệt, khi hai hình tam giác đối nhau sẽ tạo thành đường chỉ tay chữ X được gọi là rất hiếm. Theo nghiên cứu, trung bình chỉ có 3% người trên thế giới có sở hữu chỉ tay chữ X. Theo một nghiên cứu về tính cách của những người có chỉ tay hình chữ X của các thầy nhân tướng học từ xa xưa, những người có đường chỉ tay này đều có trí tuệ hơn người và khả năng lãnh đạo tài ba, có trí nhớ siêu phàm và lòng vị tha. Đôi khi có những ý tưởng tuyệt vời đi trước thời đại. Đường chỉ tay vận mệnh đứt đoạn. Đường chỉ tay vận mệnh hay còn gọi là đường cuộc đời, đường số phận. Vị trí của đường vận mệnh bắt đầu từ phần dưới cùng của lòng bàn tay, gần cổ tay và di chuyển dần lên ngón tay giữa.
Đường vận mệnh chỉ những điều liên quan đến sự nghiệp, công việc, những tham vọng và định hướng trong cuộc sống. Đường này gián đoạn, không thẳng, đứt đoạn, hình dạng không theo quy tắc, cho thấy chủ nhân làm việc gì cũng đại khái qua loa, không có cách làm việc tới nơi, tới chốn, luôn xảy ra tình trạng bỏ cuộc giữa chừng. Vận thế cuộc đời cũng do đó mà bị những ảnh hưởng nhất định. Đường chỉ tay, vận mệnh có vân đảo. Đường chỉ tay vận mệnh còn gọi là đường sự nghiệp hay là vân ngọc trụ vì nó giống như là trụ cột giữa lòng bàn tay. Đường chỉ tay này đại diện cho thành tựu trong công việc bạn đang được là to hay là nhỏ, những mối quan hệ xã giao có rộng mở không, đến phạm vi nào, sự nghiệp và con đường công danh sẽ thăng tiến đến mức nào. Nếu trên vân, vận mệnh có hình vân đảo, tức là có hình dáng, trông như hòn đảo là điềm không may. Khi có đường vân đảo xuất hiện, chủ nhân nên đề cao cảnh giác trong việc dễ thất thoát, mất tiền bạc, thậm chí phải chạy vạy vay mượn nhiều người, khó mà nở mày nở mặt. Đường công danh nhiều nhưng có đường phân nhánh. Trong lòng bàn tay, đường công danh là một đường vân dài song song với đường chỉ tay định mệnh. Đường này xuất phát từ ngón áp út và có thể kéo dài xuống tận đáy lòng bàn tay. Đường công danh cho biết mức độ thành công trong sự nghiệp của mỗi người, biểu thị người đó gặt hái được những thành công gì cho nỗ lực, đóng góp của mình. Nếu trên đường công danh có rất nhiều đường phân nhánh nhỏ kéo dài, biểu thị chủ nhân là người rất rộng rãi, ham học hỏi, chịu tiếp thu kiến thức ở các lĩnh vực khác nhau. Nhược điểm của họ là thiếu nhẫn nại, hầu như là không kiên trì được đến cuối cùng, do đó họ khá mà đạt được kết quả thực sự. Sau khi kết hợp với tử vi năm Canh Tý 2020, phong thủy gia cát sẽ giúp anh chị tổng hợp ra những con giáp khi mà có những đặc điểm trên vận trình trong năm 2020 Canh Tý sẽ khó khăn, gặp phải nhiều trắc trở, cần phải cẩn trọng chú ý. Đối với mệnh chủ tuổi Tý, người tuổi Tý phạm thái tuế lại thêm có những đặc điểm hay là chỉ tay như này thì xấu, đại kỵ ở những vị trí trên sẽ khó khăn càng nhiều. Thái tuế đương đầu, không họa này, ắt có họa khác, con giáp này khó tránh khỏi tai ương ập đến. Năm 2020 là năm tuổi của con giáp này, vì thế tuổi Tý và thái tuế đồng vượng dẫn đến tình trạng tự cao tự đại, luôn vỗ ngực cho mình là nhất ở con giáp này. Bản mệnh có thêm nhiều tham vọng, mong muốn hoặc sống quá thực tế, hoặc tỏ ra quá đỗi lạnh lùng, chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình. Thái tuế Tý thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực tăm tối, thể hiện qua những việc chú chuột khó giữ được tâm thế bình thản an yên mà dễ suy nghĩ theo hướng bi quan, thậm chí có thể nảy sinh những ác tâm dục vọng khó lường. Khi bóng đêm ập xuống thì ánh mặt trời bị che khuất, con giáp này không kiểm soát được bản thân mình thì có thể trở thành một người hoàn toàn khác, bộc lộ hết những mặt xấu xí trong con người mình. Ngoài ra thì phạm thái tuế luôn là điểm hung Tý thủy đứng đầu nên bản mệnh cần lưu ý trong công việc kinh doanh buôn bán, nên hạn chế đụng tới những hạng mục có liên quan đến nước như thủy lợi, thủy sản hay đồ ăn uống, phần nào tránh được những tai họa tổn thất mà thái tuế gây ra. Thái tuế Tý thủy vượng còn khiến cho yếu tố hỏa và kim trở nên suy yếu, ngũ hành mất cân bằng, các hành khắc chế lẫn nhau, còn có thể dẫn đến những tác động không nhỏ tới sức khỏe của tuổi Tý. Xem tử vi năm 2020 của tuổi Tý thì con giáp này dễ mắc phải bệnh tim mạch do phải chịu nhiều áp lực trong công việc, cuộc sống. Điềm báo tử vi cũng cho thấy bản mệnh cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe của cha mẹ, nhất là người cha. Kim sinh xuất cho thủy, thái tuế phát tiết, những chú chuột còn có thể gặp phải những vấn đề về hệ hô hấp. Song do kim là mẫu tinh của tuổi Tý nên đa phần điểm này sẽ ứng với nữ mệnh hoặc người mẹ của bản mệnh. Âm thủy quá vượng nên phong thủy gia cát xin nhắc nhở tuổi Tý trong năm Canh Tý chớ nên ham vui mà tới những nơi sông sâu sóng cả, cũng cần phải lưu tâm cả những nơi hầm ngầm hay hang động dưới lòng đất, những nơi tà khí vượng, nếu không dễ gặp tai họa khôn lường. Để hóa giải những tà khí do hung tinh mang đến, người tuổi Tý cần sử dụng ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Bát Bảo Tâm Kinh với hình tượng ở mặt trước bát bảo là 8 bảo vật của nhà Phật, mang lại bình an, may mắn cho gia chủ. Mặt sau là chú Bát Nhã Tâm Kinh giúp tịnh thân, mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Minh Quang Pháp Bảo là pháp khí phong thủy sử dụng hình tượng Phật Bà Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi được chiếu sáng sẽ hiện lên hình tượng Phật Bà Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy hàng đầu về kỵ tà hóa sát, chiêu tài lộc cho gia chủ.
Tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Ngọ cho thấy trong năm tuổi Ngọ xung thái tuế, khi có những đặc điểm chỉ tay như vậy tại những vị trí đại kỵ nữa thì sẽ dẫn tới hiểm họa trùng trùng, Tý Ngọ tương xung, lại thêm thất sát hung tinh khắc chế nên hung nhiều hơn cát. Sự nghiệp khó về được như ý, dễ bị chèn ép bởi quyền lực lớn hơn, trở ngại quá lớn nên làm gì cũng vấp phải đá tảng, hết lần này tới lần khác không xong việc. Trong năm thì không nên để xảy ra xung đột với các cơ quan hành pháp chấp pháp nếu không muốn tự rước họa vào thân. Có thể sẽ có vài sự chuyển dịch về chỗ ở hay chỗ làm. Bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần ứng phó với mọi chuyện có thể xảy ra, đề phòng bệnh tật hay những chuyện tà bí. Ngoài ra thì hàng loạt hung tinh như là tuế phá, tài sát còn đại diện cho những chuyện nguy hiểm có thể xảy đến với con giáp này. Thất sát thì tượng trưng cho sự tà ác, những tổn thương nặng hay là những công kích nghiêm trọng. Để mọi việc được viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Tuy tuế can canh kim lộ xuất chính tài, nhưng chính tài là bị thái tuế thất sát kìm kẹp. Vì thế trong năm nay, bản mệnh không nên tham gia đầu tư mạo hiểm, đừng để lòng tham của mình đẩy chính bản thân vào hố sâu, dễ bị kẻ gian lừa gạt, mất tiền hao của. Tài vận của tuổi Ngọ vào năm 2020 không được vượng cho lắm, tiền bạc kiếm được đều phải làm lụng cực khổ, không có chuyện tài lộc từ trên trời rơi xuống. Nên tập trung vào công việc chính, không nên tìm cách kiếm tiền bằng nghề tay trái hay chơi cờ bạc đỏ đen. Năm nay bản mệnh dễ vướng vào vòng lao lý, càng tránh xa những việc bất hợp pháp bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, đừng tùy tiện làm những việc trái với quy định pháp luật, chẳng những hao tốn tiền của mà còn có thể vướng vào vòng lao lý. Về sức khỏe thì con giáp này cần phải đề phòng bệnh tình, biến chứng theo chiều hướng xấu hơn, có thể sẽ xuất hiện u nhọn. Không nên uống nhiều bia rượu, không dùng các chất kích thích, nên kiểm soát tốt cảm xúc của mình, nếu không sẽ tự khiến cho bản thân buồn bực khó chịu, dần dà để lại bệnh tật trong người. Ngoài ra thì thái tuế Tý Thủy là âm thủy, vì thế trong năm thủy hỏa xung khắc này, mệnh chủ nên lưu ý không nên đến những nơi có nhiều nước như ao hồ, sông suối, biển cả, cẩn thận kẻo gặp hạn nước. Nếu có thể thì đừng tới những nơi âm u, ẩm ướt có nhiều tà khí, nếu không sẽ khiến cho bệnh tật quấn thân hay là bệnh tình trở nặng. Hàng ngày thì nên đề phòng trộm cắp. Trước khi ra khỏi nhà, cần phải đóng cửa, khóa cửa cẩn thận, hạn chế để nhiều đồ có giá trị trong nhà cũng như là mang theo bên người. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài nạp phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh là Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Theo dõi tử vi năm 2020, sự nghiệp của tuổi Dần năm nay có thiên ấn và chính ấn cùng trợ mệnh, chuyện học hành, thi cử, lấy bằng cấp, chuyển việc, xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lời biếng, cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực thì con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Xem vận trình tài lộc của tuổi Dần năm 2020, con giáp này có canh kim thiên quan tọa thái tuế chính ấn, trong năm đường tài lộc khá tốt. Mệnh chủ sẽ đạt được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ, có thể được quý nhân phù trợ để tài vận không ngừng phát triển. Quý nhân của tuổi Hổ có thể là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà hoặc người thân lớn tuổi về phía bên họ ngoại. Các dự án liên quan đến ẩm thực, đồ ăn uống, thủy lợi, thủy sản sẽ dễ thu lợi về tay. Song dù làm gì thì cũng cần phải chủ động sáng tạo, thấy cơ hội tới là dùng hết sức lực để nắm giữ cho mình. Cuộc sống không mấy dễ dàng nhưng vẫn phải nhìn về tương lai mà sống. Năm nay người tuổi Dần muốn tăng cường tài lộc sự nghiệp của mình thì hãy thỉnh ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh vào vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để chiêu mời quý nhân hóa giải thị phi, giúp kích hoạt tài lộc và sự nghiệp của tuổi Dần một bước lên mây. Mệnh chủ tuổi Sửu, năm Canh Tý này có thái tuế tương trợ, sự nghiệp ổn định, thăng tiến. Trong năm Canh Tý 2020, sự nghiệp là trọng tâm của năm, dễ dàng có được quý nhân phù trợ. Nhưng đừng hấp tấp ham cái thành công trước mắt, nếu không rất dễ thất bại. Vào năm Canh Tý này, đối với mệnh chủ vẫn còn đang trong vận mệnh học hành, sẽ không lý tưởng, học sinh thì tâm trí hỗn loạn, ham chơi, sao nhãng học hành, cần người đốc thúc kịp thời.
Cùng với đó, con đường sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu sẽ có những trắc trở nho nhỏ hung thần thiên không gây ra, khiến cho mệnh chủ sẽ có lúc định hướng không thật sự rõ ràng, dễ bị tiểu nhân ám toán dẫn tới thất bại trong gang tấc. Về sự nghiệp năm 2020 của tuổi Sửu, canh kim lộ xuất thương quan, tí thủy tọa thứ tài trong năm nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các chiến dịch quảng cáo, thành tích đạt được sẽ tăng cao. Sự thành công cũng theo đó mà tới, các dự án sẽ tự tìm đến tận nơi. Vậy nên đừng quên mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2020 để được may mắn bình an. Tuổi Sửu cần phải tập trung cụ thể vào một số hạng mục nhất định, mà ở đây thì các dự án thủy lợi, thủy sản, ẩm thực sẽ có lợi hơn cả. Hợp tác để làm ăn, giúp đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được mục tiêu của mình, bạn dễ dàng tìm được đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nếu nói về chuyện thăng tiến thì năm Canh Tý này, tuổi Sửu không có tín hiệu rõ rệt về việc thăng chức. Tuế can lộ xuất thương quan tinh, tượng trưng cho sự kích động và xung đột với cấp trên. Vì thế, nếu bạn muốn đạt được vị trí cao hơn thì khá khó, trừ khi bạn có được thành tích làm việc cực xuất sắc, đó sẽ là tấm bằng để bạn tiến lên. Một số ít người tuổi Sửu vẫn có cơ may thăng chức, song cũng không quá lớn, gần như là thay đổi chức vụ, vị trí làm việc mà thôi. Vậy nên, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu. Tuổi Mão, bước vào năm Canh Tý, tuế can canh kim lộ xuất chính quan, tí thủy tọa tại chính ấn, ấn quan tương hợp tạo điều kiện cho con giáp này phát triển trên con đường công danh sự nghiệp. Vậy nên tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế để nghênh đón cát thần hóa giải hung tinh, giúp tuổi Mão luôn gặp được may mắn bình an trong cuộc sống. Bản mệnh dễ đạt được mục tiêu của mình, thuận lợi trên con đường học hành, thi cử, ứng tuyển xin việc, lấy bằng cấp chứng chỉ gì cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra thì con giáp này có thể sẽ nhanh chóng thăng tiến lên vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực bản thân, theo đó mà mức đãi ngộ cũng được cải thiện nhiều. Tuy nhiên, do thái tuế tí thủy và tuổi Mão phạm cục diện tương hình nên trong năm nay cần phải chú ý trong họa có phúc, trong phúc có tiềm họa. Đừng thấy rằng mình thành công mà lơ là cảnh giác. Lợi ích có được chẳng dễ dàng nhưng vẫn phải có sự thỏa thuận. Nếu không được thỏa hiệp ngay từ trước đó thì hậu quả quả thực khôn lường. Có thể do ganh tị đố kỵ mà tiểu nhân sẽ tìm cách phá hoại, không ăn được thì đạp đổ. Thái tuế trợ đào hoa nên tử vi năm 2020 của tuổi Mão cho thấy bản mệnh dễ tìm thấy được cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Khả năng tìm thấy tình yêu của đời mình cũng cao hơn. Song nếu con giáp này đã kết hôn thì đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ và phá hoại hạnh phúc bạn đang có. Cần phải giữ lập trường vững vàng để không bị say nắng trúng gió mà rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng. Thái tuế còn mang theo những hung tinh gây ra đủ chuyện rắc rối phiền phức, làm hỏng chuyện mà tuổi Mão đang cố gắng đạt được, thậm chí còn gây tổn hại đến con giáp này nữa. Trong năm hung tinh, dễ đẩy con giáp này vào họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí có thể vướng họa kiện tụng lao tù, bản thân chịu thương tật, phá tài hao của. Theo phong thủy gia cát thì năm 2020 tuổi Mão cần lưu ý làm gì tốt nhất cần phải tuân theo quy định, pháp luật. Dù đó là chuyện nhỏ xảy ra bên mình thì cũng đừng vì tình cảm cá nhân hay chủ quan mà tặc lưỡi bỏ qua. Cần kiểm soát bản thân cho thật tốt để cho dục vọng và sự tham lam lấn át hết lý trí, mà mắc phải sai lầm thì chỉ có mất nhiều hơn được, mà cũng không ai có thể cứu được con giáp này thoát khỏi tai ương. Mão Tý tương hình, Tý Thủy cảnh báo bản mệnh nên tránh xa những nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, hạn chế tới những nơi ẩm ướt, âm u, tối tăm, kẻo gặp phải chuyện chẳng lành. Vậy nên, người tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để chiêu mời quý thần tam hợp, hóa giải hạn thái tuế và tăng cường quý nhân trợ giúp. Khi được quý thần tương trợ, thị phi sẽ không còn, từ đó công việc hành thông thuận lợi, giúp tuổi Mão tài lộc vượng tiến trọn đời. Trên đây là những tướng tay gắn với số mệnh mà người xưa đã đúc kết lại và truyền thành kinh nghiệm nhìn người, đoán vận mệnh sang hèn, số phận của một con người. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên biết rằng tướng do tâm sinh, tức tướng mạo của một người tùy theo tâm của bản thân là thiện hay ác,
sẽ có những biến hóa nhất định cho phù hợp. Cho nên, dù ai đang sở hữu những đường chỉ tay này thì không thực sự may mắn thì cũng không nên quá lo lắng. Số mệnh của mỗi người đều nằm trong chính bản thân quyết định. Hãy chủ động hoán đổi số phận bằng những việc làm cái nhìn tích cực để gặt hái được kết quả tốt. Có tâm mà không có tướng, tướng sẽ theo tâm ấy mà sinh ra. Có tướng mà không có tâm, tướng ấy sẽ theo tâm kia mà tiêu mất. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.